Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin sẽ đạt mốc 1 triệu đô la vào năm 2030, theo nhà phân tích của Arca Invest. Hồi đầu năm nay, Cathie Wood, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Arca Invest, đã dự đoán Bitcoin sẽ vượt qua 1 triệu đô la vào năm 2030. Mới đây, nhà phân tích Yassin El-Majra, cũng đến từ Arca Invest, đã lên tiếng ủng hộ dự đoán của công ty rằng giá Bitcoin sẽ vượt mốc 1 triệu đô la vào cuối thập kỷ này. Ông giải thích, khi chúng tôi xem xét tiềm năng của Bitcoin, chúng tôi phân loại nó theo một số trường hợp sử dụng, với vai trò như một kho lưu trữ giá trị kỹ thuật số, mạng lưới thanh toán và chính sách bảo hiểm chống lại việc thu giữ tài sản tùy tiện. Khi bạn tổng hợp lại các ứng dụng của Bitcoin, bạn sẽ thấy thị trường có cơ hội đạt trị giá 28.000 tỷ đô la, tương đương hơn 1 triệu đô la cho mỗi Bitcoin. Khi bạn xem Bitcoin như một tài sản chiến lược, tiền không có chủ quyền, chống kiểm duyệt, cạnh tranh với các ngân hàng trung ương và tiền phát minh, nguồn cung Bitcoin bị giảm ở 21 triệu, đặc biệt khi chúng ta chuyển đổi sang tài sản kỹ thuật số, độc lập với các hệ thống tài chính truyền thống. Ngoài mùa đông tiền điện tử đang diễn ra, bản thân Arca Investment cũng đang gặp một số khó khăn vào năm 2022. Trong mùa hè, công ty đã mất vị trí là cổ đông lớn thứ 3 của nền tảng tiền điện tử Mỹ Coinbase sau khi thanh lý một số tài sản của mình. Vào cuối tháng 7, ba quỹ của Arca Invest đã bán hơn 1,41 triệu cổ phiếu, trị giá 75 triệu đô la vào thời điểm đó. Thông tin tiếp theo, Romania chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Người sáng lập Binance Chang Peng Zhao đã chia sẻ thông tin. Binance Pay hiện đã có mặt trên Entertix, nền tảng bán vé lớn nhất ở Romania. Người dùng hiện có thể sử dụng tiền điện tử được ứng dụng hỗ trợ, bao gồm Dogecoin, Bitcoin và Ethereum, để mua vé tham dự nhiều sự kiện khác nhau. Entertix sẽ không phải là ứng dụng đầu tiên cho phép tiền điện tử được chấp nhận để mua vé. Ứng dụng di động chính thức của AMC Theaters, chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới, cho phép người dùng mua vé bằng Shiba Inu và Dogecoin, được hỗ trợ bởi bộ xử lý thanh toán tiền điện tử hàng đầu BitPay. AMC cuối cùng đã tích hợp thanh toán Shiba Inu và Dogecoin vào trang web của mình vào đầu tháng 3. Và thông tin cuối cùng, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đề xuất tiền tệ kỹ thuật số châu Á để giảm sự phụ thuộc vào đô la Mỹ. Các chuyên gia từ một viện kinh tế ở Trung Quốc đã lên ý tưởng tạo ra một loại tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Á vào đồng bạc xanh. Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh thí điểm nhân dân tệ kỹ thuật số đang mở rộng sau những thử nghiệm gần đây về thanh toán xuyên biên giới bằng các loại tiền kỹ thuật số do nhà nước phát hành. Theo Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, mã thông báo kỹ thuật số sẽ được gắn vào một rổ gồm 13 loại tiền tệ, bao gồm đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, Yên Nhật, Hàn Quốc và 10 thành viên ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.